em đi cái nước này. Đi đó hả? Khoan. Thôi được rồi, em đi luôn đó. Chắc chưa? Chắc, em chắc mà. Chắc nè. Thôi đi lại đi, đi lại. Đang thi đấu mà. Em đang nghỉ đó. Đi lại đi, một lần này thôi mà. Một lần thôi, hả? Trời đất ơi. Nè, hai đứa này sao về mà không báo cho má biết vậy? Má về rồi, má về rồi. Con. Má. Trời đất ơi. Nè, hai đứa về tại sao không báo cho má biết trước hả? Dạ, tại vì tụi con muốn tạo một sự bất ngờ cho má. Nè, hai anh em á, ngồi máy bay lâu rồi, chắc là mệt lắm phải không? Trời ơi, má ơi, con mỏi lưng muốn chết luôn vậy đó. Ngồi lâu quá trời luôn à. Thôi được rồi, lát nữa má xoa lưng cho, được chưa? Con thương má nhất trên đời. Còn lúc nào cũng vậy hết á. Thôi được rồi, để... À đúng rồi, con thích ăn cái gì? Lát nữa má kêu dì Năm làm những món ngon nhất mà hai đứa thích nhất ăn nha. Dạ. Cảm ơn má. Cảm ơn má. Phú An nè, hôm trước con nói với ba là con muốn ở lại Mỹ học lên cao nữa, sao tự nhiên con lại về sớm vậy? Lúc đầu con cũng muốn học chương trình cao hơn, nhưng sau đó con suy nghĩ lại, con muốn trở về phụ giúp ba má điều hành công ty. Con muốn có một trải nghiệm kinh doanh thực tiễn, như vậy sẽ tốt hơn. Con nghĩ vậy cũng đúng. Học á mà không đi đôi với hành thì có bao nhiêu công sức của mình cũng chỉ vô ích thôi. Dạ. Còn con nè, sao con lại về giờ lúc này? Phúc Minh, con nghe bà hỏi không vậy? Dạ, tại vì con được nghỉ hè nên về thăm ba má. Ra vậy. Ủa, mới có mấy tháng mà con được nghỉ hè rồi? Dạ. Trường nước ngoài chứ đâu có phải giống như trường ở đây đâu. Không chỉ vậy, nhiều khi trường ở bên đó còn có ngày nghỉ khác nhau nữa đó. Có phải vậy không con? Dạ dạ, đúng rồi đó ba. Má nói đúng đó. Trường của con á, bây giờ đã được nghỉ rồi. Vậy khi nào con học lại? Dạ, chắc 3 tháng nữa con đi rồi ba. Dạ, phòng ngủ của hai cậu tôi đã dọn dẹp xong rồi. Dạ, cảm ơn dì Năm. Cảm ơn dì. Ba má, con ăn no rồi, con lên phòng nghỉ chút nha. Con lên nghỉ đi, để lúc khác cha con mình nói chuyện tiếp nha. Dạ, dạ. Cái thằng này tức cười thiệt. Dạ thôi, chắc con cũng lên phòng luôn nha, con thấy hơi mệt. Đúng rồi, chắc là cũng hơi mệt phải không? Tại vì ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ mà. Thôi con thấy mệt thì con cứ lên phòng nghỉ đi. Dạ, ba má con đi, đi nha. Nè, ăn đi con gái. Dạ cảm ơn ba. Ây da, má, má làm con hết hồn. Ngồi dậy nói chuyện với má coi. Dạ. Má làm con hết hồn. Đâu có bằng con làm cho má hồn siêu phách lạc. Bây giờ má hỏi tội con đây nè. Con có tội gì đâu má. Tại sao con không lo học hành, ăn chơi lêu lỏng, đến nỗi nhà trường phải đuổi học con vậy? Kìa má. Má, má đừng có nói lớn, bà nghe là chết con đó má. Con cũng biết sợ nữa hả? Tổng cộng con nợ hết bao nhiêu môn? Dạ 8 môn. Cái gì? 8 môn? Trời ơi, con học hành kiểu gì mà nợ tới 8 môn là sao hả con? Con có biết là nhà trường vừa mới gửi email thông báo cái chuyện là đuổi học con hay không?
Ba. Con. Lệch múi giờ cho nên chưa ngủ được hả con? Dạ, con vẫn chưa ngủ được. Mà sao ba thức khuya quá vậy? Ba quen rồi. Trước khi ngủ tối nào cũng ra đây hít thở không khí trong lành. Ba, con có chuyện gì muốn nói với ba phải không? Dạ, con muốn ngày mai vào công ty làm luôn được không ba? Con mới về mà, không cần phải đi làm liền đâu. Cứ nghỉ ngơi vài ba ngày cho thoải mái tinh thần nha con. Con không mệt đâu ba. Con đã chuẩn bị cho ngày trở về để bắt tay vào điều hành công ty rồi. Con rất nôn nóng triển khai những kế hoạch mà con đây đã ấp ủ trong suốt thời gian qua. Con tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh, cho nên việc điều hành công ty chắc cũng không gặp khó khăn gì đâu. Nhưng công ty nhà mình là một công ty đặc thù, truyền thống kinh doanh có từ thời ông ngoại con. Tính đến ngày hôm nay đã được 50 năm rồi. Con là lớp trẻ, lại học ở nước ngoài mới về, con cần phải có thời gian và kiên nhẫn để hiểu những điều đó. Dạ, con hiểu những điều mà ba muốn nói. Đó cũng chính là lý do ba con quyết định quay trở về, để con có cơ hội làm quen với việc kinh doanh của nhà mình. Con mong ba hãy cho con một cơ hội để tin tưởng. Thôi được rồi, nếu con đã nói vậy thì ngày mai con đi theo Phúc Hân và má con vào công ty ra mắt với mọi người đi. Ba rất vui mừng vì thấy con là người có ý chí và lại có tâm huyết với sự nghiệp của gia đình. Dạ, con cảm ơn ba. Dạ, giờ con xin phép con đi ngủ trước. Ba con ngủ sớm nha ba. Con đi nghỉ đi. Dạ. Xin giới thiệu với mọi người, đây là Phúc An, thạc sĩ quản trị kinh doanh. Từ nay sẽ đảm nhận vị trí phó giám đốc của công ty chúng ta. Tôi tin rằng với những gì mà Phúc An đã học được, Phúc An sẽ chung tay góp sức đưa công ty phát triển ngày một vững mạnh hơn. Xin chào mọi người, hy vọng là từ hôm nay sẽ được mọi người giúp đỡ. Ngồi đi con. Nào, bây giờ thì chúng ta bắt đầu cuộc họp. Em, ngày đầu đi làm sao mà siêng năng quá vậy ta? Có siêng năng gì đâu, chỉ coi lại những hồ sơ lưu trữ để coi tình hình hoạt động của công ty như thế nào thôi mà. Anh Hai, để đó đi, chút xíu nữa về xem. Bây giờ em mời anh Hai đi ăn trưa, coi như là hôm nay em chúc mừng anh Hai ngày đầu đi làm. Ngày đầu đi làm? Nếu vậy thì ngày thứ hai có được mời ăn cơm trưa không? Không. Tại sao là phải mời ngày thứ hai? Em chỉ mời hôm nay thôi, tại vì lương của em thấp hơn của anh Hai mà. Thôi được rồi, anh nói vậy thôi. Anh mời được chưa? Cái gì? Là anh nói đó nha, em có ép đó. Mà bây giờ ăn gì? Ăn cái gì đó hả? Tùy em thôi. Rồi, thì bây giờ em mời anh Hai đi ăn rau muống xào tỏi. Đi nhanh lên, không người ta bắn hết rau muống bây giờ. Đi lên. Ok, đi luôn. Đi lên. Alo, ai vậy? Vũ hả? Gì? Lộc nó cũng về rồi hả? Em ăn thêm đi. Anh Hai, chừng nào anh Hai về Mỹ lại vậy? Anh cũng chưa biết nữa. Ủa, chứ anh không nhận được thông báo gì hết hả? Nhưng mà anh muốn ở lại công ty làm thêm một thời gian để thực hiện những kế hoạch mà anh đã nghiên cứu ở trường. Bạn của anh được bảo lưu tối đa mà. Anh Hai có kế hoạch gì vậy? Từ từ em sẽ biết, nhưng trước mắt anh phải xem xét lại một vài thứ đã. Mà từ sáng tới giờ anh coi một đống tài liệu về tình hình hoạt động của công ty,
anh thấy có nhiều điều bất cập lắm. Điều gì? Thứ nhất, công ty có nhiều người có trình độ thấp nhưng lại giữ chức vụ cao. Thứ hai, nhiều người quá tuổi lao động nhưng mà vẫn được giữ lại nhiều vị trí không cần thiết. Thứ ba, chế độ hậu đãi quá lạc hậu. Anh hai à, toàn là những người đã từng gắn bó với công ty nhà mình lâu lắm rồi. Tuy trình độ học vấn không cao nhưng mà về kinh nghiệm thì rất là cần thiết. Anh lại không nghĩ vậy. Đúng là kinh nghiệm thực tiễn rất là quan trọng, nhưng nó chỉ thực sự phát huy tác dụng khi dựa trên nền tảng tư duy học vấn mà thôi. Nè, em ăn thêm đi. Dạ. Bộ bên Mỹ không có pizza hay sao mà về đây quýnh dở quá vậy? À, tại tao lệnh đúng giờ nên tao buồn ngủ thôi. Chứ tao mà đánh thiệt á, tụi mày chỉ có nước xếp bi. Thôi, mà anh em bạn bè gì mà sao im lặng quá vậy? Về cũng im lặng, mà đi cũng im lặng là sao? Đi cái gì nữa mà đi? Là sao? Hả? Bị đuổi học à? Nói chơi thôi, chứ anh em có gì thì nói. Không, tao đâu có bị đuổi học. Tao chỉ là không muốn học bên đó thôi. Học ở đây cũng lấy được bằng quốc tế mà. Tao cũng tính vậy đó. Làm sao thì làm, miễn sao anh em mình ở đây gặp nhau đều là được. Thằng Minh, nó không muốn học ở bên Mỹ nên nó nghỉ học nó về đây. Còn mày á, bị đuổi, hiểu không? Hoàn cảnh hai đứa khác xa nhau lắm. Thì cũng vậy thôi. Quan trọng á là có thằng Minh ở đây, cậu ba tụi mình tụ họp dài dài. Thôi đi, đi em. Vô cái đi. Vô. Mời anh uống đi anh. Vô. 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 Tụi mình thì nói làm gì, nhưng mà thằng Minh kìa, nó là con nhà đại gia, mà đại gia cửa bự nữa kìa. Về mà không có tiệc tùng là chán lắm nha. Thì mày cũng là đại gia mà, sao mày không mở hàng trước đi? Nói gì thì nói, chứ cái công ty nhỏ xíu của nhà tao làm sao mà bằng mấy chục tiệm bánh của nhà nó. Tao là tiểu gia, còn nó mới là đại thiếu gia kìa. Mày nghe nó nói gì bên? Thì gì thì cũng phải làm coi cho được. Không đi đâu xa thì một chỗ quán bar cũng được. Hay quá. Vô đi. Đúng rồi đó anh. Ok, thôi được rồi, tối nay chỗ cũ đi. Tao đảm bảo vô cùng hoành tráng luôn. Quyết định vậy đi. Ok đi. Vô. 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 Anh Khiêm. Ủa, ơi. Anh ăn cơm chưa? Chưa. Sáng giờ lo làm anh quên mất. Anh chưa ăn gì hết á. Thấy giờ này anh vẫn còn ở đây là em biết anh chưa ăn gì mà. Anh mà cứ nhìn ăn như vậy hoài là bị đau bao tử á, biết không? Anh biết. Nhưng mà tại anh muốn làm loại bánh này theo công thức mới. Rồi coi coi nó như thế nào. Lo làm riết quên mất thời gian luôn. Công việc á thì cứ làm hoài, còn anh á cứ nhìn ăn như vậy là dễ bị đau bao tử á. Nguy hiểm lắm. Thôi bây giờ anh vô thay đồ, rửa tay rồi đi ăn chung với em. Thôi không cần đâu, ở đây có quá trời bánh luôn nè. Anh ăn bánh trừ cơm cũng được mà. Không được, em là cộng sự của anh. Vì lợi ích của công ty, em muốn anh phải ra ngoài ăn cơm cho đàng hoàng. Anh nghe rõ chưa? Đi. Không được cãi lời vậy em. Vậy sao quá.
em để cho anh đi thay đồ, chứ không lẽ anh mặc đồ vậy anh đi ăn với em. Bây giờ em cho anh 5 phút để thay đồ, nếu như mà anh trễ phút nào á, làm nó chú Phán trừ lương anh luôn á. Biết rồi. Dạ, cô ký giùm con. Má, hai hợp đồng này cô chuyển cho khách hàng, còn ba bộ hồ sơ này thì cô chuyển qua phòng kế hoạch cho tôi nha. Dạ, dạ con xin phép cô. Ừ. Sao con? Có chuyện gì mà tới đây kiếm má vậy? Dạ thì cũng đến thăm má thôi. Con mà biết tới đây thăm má nữa hả? Thôi đi ông tướng, có chuyện gì thì nói đại đi. Má đúng là má của con, chỉ có má là hiểu con nhất. Thôi đừng có nịnh nữa, nói đi chuyện gì. À, dạ con muốn xin ít tiền. Ôi. Nè, phải ráng học nghe không con? Dạ. Con tính như vậy ba má thấy sao? Con nói muốn cải tổ toàn bộ công ty, cụ thể là như thế nào? Con nói cụ thể cho ba má nghe coi. Dạ, đầu tiên con muốn quảng bá hình ảnh, uy tín của công ty và tiệm bánh gia truyền của Gia Phúc. Thứ hai, con muốn hệ thống lại toàn bộ nhân sự hiện nay hay không. Chưa kể thị hiếu của khách hàng luôn luôn thay đổi, mà các tiệm bánh của nhà mình thì đã quá già. Định thương hiệu bánh truyền thống của Gia Phúc đi, bà thấy cái đó hợp lý và cần thiết. Còn những chuyện khác á, chưa phải lúc thực hiện đâu con. Này, đâu có cần phải học qua kinh doanh hay trường lớp nào đâu nè. Thấy cái gì á hợp lý là làm thôi, đúng không? Bà nói cũng đúng đó, tôi cũng nghĩ y như bà vậy. Có thể là thằng Phúc An á, nó nôn nóng thể hiện bản thân mình thôi. Bà nè, năm nay thằng Phúc Minh nó 17 tuổi rồi, năm sau nó thi đại học. Mình đợi nó tốt nghiệp xong á, tôi thấy là mình đã hoàn thành tâm nguyện rồi đó. Nè ông, hình như ngày mai ông đi làm từ thiện phải không? Ông đã chuẩn bị hết tất cả các phần bánh chưa? Tôi dặn anh phải chuẩn bị đầy đủ hết rồi, ngày mai lên xe là xong việc. Vậy thôi ông ngủ sớm đi, để mai còn đi nữa. Bà cũng ngủ đi nha. Những người sắp được tuyển dụng ở đây không ai phù hợp yêu cầu của tôi. Tiêu chí tuyển dụng nhân viên của anh là vậy sao? Dạ, những hồ sơ này được má của anh đánh giá. Má tôi là giám đốc, bận rất nhiều việc. Bản thân anh là trưởng phòng nhân sự mà để cho má tôi tự mình tuyển nhân viên à? Dạ. Anh nên xem lại và thật lòng cho tôi biết, trong số này có ai đủ trình độ để làm việc ở một công ty lớn như vậy không? Dạ, tôi biết rồi. Lần này đích thân tôi sẽ tuyển dụng, anh lo thu xếp đi. Dạ. Không còn việc gì anh có thể ra ngoài. Dạ chào anh. Nói, nó vô phòng con mà sao không có cửa gì hết trơn vậy? Con hay quá ha. Má chưa đánh con một trận là may lắm rồi đó. Còn bày đặt
bắt má gõ cửa nữa là sao? Nè, tại sao đi chơi xin má về trễ, mà tại sao tới sáng mới về là sao hả? Con có biết là cả đêm má lo lắng cho con lắm không? Rồi má lại phải nói dối với ba của con nữa. Dạ con xin lỗi, tại con quên gọi điện thoại báo cho má thôi. Tại vì bạn bè của con lâu ngày gặp lại, ở lại nói chuyện lâu một chút thôi mà. Con á nha, liệu hồn đó, lúc nào cũng làm cho má đứng tim không à. Nè, còn cái chuyện học hành của con sao rồi hả? Học gì má? Gì kỳ vậy? Thì cái chuyện mà học ở trường quốc tế của con chứ còn gì nữa. Cái số tiền mà má đưa cho con để đóng học phí đó. Con đóng xong hết trơn rồi. Trời ơi, má đừng có giật mình vậy chứ. Đâu có gì đâu, con đóng xong hết trơn rồi. Vậy thì chừng nào nhập học hả? Thì con cũng chưa có biết nữa, tại vì trường chưa có thông báo. Nè, con phải nhanh chóng thu xếp thời gian cho chuyện học hành của con đi nha, để má còn có cớ nói chuyện với ba con nữa đó. Chứ ba con á chưa biết cái chuyện con bị đuổi học ở bên Mỹ đâu đó nha. Má yên tâm đi, con không làm cho má thất vọng đâu. Thầy, mấy cái chuyện này thì để tụi con làm. Thầy là giám đốc mà thầy. Có người phụ làm thêm á thì công việc sẽ nhanh hơn, chứ giám đốc hay không giám đốc gì con. Khi mà con cứ để cho ổng làm đi, có cái đợt từ thiện nào mà không phải do chính tay ổng sắp xếp đâu. Để cho ổng làm. Chỉ có anh Phán á là hiểu tôi nhất thôi. À ba ơi, con đã kiểm tra hết thùng hàng rồi, đã đủ hết. Vậy à? À, còn cái phong bì tiền quyên góp đã có chưa con? Dạ có rồi. Vậy là tốt rồi, chúng ta làm nhanh đi, bỏ mấy thùng bánh lên xe rồi mình đi. Dạ, đi. Con trai nè, đó của con nè. Con có chưa nè? Đây con của con nè, con con nè. Chú Phán, con của con nè. Cảm ơn chú. Rồi tiếp tục nè. Cảm ơn chú. Ai chưa có đâu, ai chưa có đâu. Đây phần của con nè, phần của con. Con chưa có, cho con nữa chú. Đây cho con nữa. Ủa, con có sao không con? Sao chạy nhanh như vậy con? Có sao không? Con phải cẩn thận chứ. Dạ, tại vì con sợ cô bắt hết bánh nên không còn phần của con. Vậy hả? Của con nè. Dạ, lần sau chị chậm thôi nha. Để bắt cho thêm cái nữa nè. Rồi, giỏi nha. Đây đây, đây tôi. Anh Phát. Đây. Đây của con nè, đứa nào chưa có đâu. Rồi, em nhìn kìa. Đây nè. Nhìn lên, nhìn lên. Nhìn lên anh em, nhìn lên. Nhìn lên. Đây là ngày từ thiện thường niên của công ty Bánh Gia Phúc. Tuy rất bận rộn nhưng giám đốc Trần Minh Dũng vẫn cố dành thời gian cho hoạt động ý nghĩa này. Xin anh cho biết về hoạt động từ thiện của công ty Bánh Gia Phúc. Đây là một hoạt động thường niên của công ty Gia Phúc. Song song với việc kinh doanh, chúng tôi luôn ý thức được trách nhiệm của một doanh nghiệp đối với xã hội. Chúng tôi luôn tâm niệm rằng mỗi cái bánh mà công ty Gia Phúc làm ra chẳng những mang lại món ăn ngon, bổ dưỡng cho mọi người, mà còn phải mang lại giá trị tinh thần và góp phần giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Tụi con cho chú phỏng vấn vài câu được không? Nè, tụi con nè. À nè, mấy em nè. Thôi đã. Mấy em ơi. Thưa ông Trần Minh Dũng, xin ông hãy cho biết cảm xúc của ông trong đợt từ thiện lần này. Theo như mọi người được biết, ông đã từng làm từ thiện rất nhiều nhưng chưa bao giờ được báo chí nhắc đến. Tôi làm từ thiện không phải để muốn báo chí biết đến tôi, và tôi không muốn bất kỳ ai lợi dụng cái danh nghĩa này và mục đích cá nhân của họ. Xin lỗi các bạn, vì chỉ là hoạt động thường niên của công ty nên cũng không cần phải nhắc tới. Chính vì lý do đó mà giám đốc của chúng tôi khi được hỏi đã không kịp chuẩn bị câu trả lời. Mong là sẽ được gặp các bạn lần sau.
Cô nói đi, tại sao cô làm vậy hả? Dạ, con xin lỗi ba. Vì con chưa xin phép ba mà đã đưa phóng viên tới phỏng vấn. Nhưng con thấy việc làm này có ích cho công ty mà. Đáng lý ra mình phải làm từ lâu lắm rồi. Làm từ thiện là phải xuất phát từ tâm hồn, chứ không phải vì thỏa mãn một mục đích cá nhân nào đó tụi mình mới làm. Cô có biết việc làm sáng nay của con á làm cho tất cả mọi thứ đảo lộn hay không? Nhưng mà con thấy làm như vậy, đưa phóng viên tới phỏng vấn lấy thông tin cũng đâu ảnh hưởng gì tới ba đâu. Ngược lại, nó còn tốt cho hình ảnh của Gia Phúc nữa kìa. Biết đâu có nhiều mạnh thường quân, người ta thấy, người ta ủng hộ cho cô như vậy thì sao ba? Sao con biết là nó không ảnh hưởng tới ba? Không những ảnh hưởng tới ba mà còn ảnh hưởng tới cô Nhi Viện nữa, nhất là mấy đứa trẻ. Nè, trước khi quyết định làm việc đó, con có nghĩ cho người khác hay không, hay chỉ nghĩ đến quyền lợi cá nhân của mình thôi? Con nghĩ tới công ty. Nghĩ cho công ty đó là lợi ích cá nhân. Hôm nay ba thật sự rất thất vọng về con. Ba không ngờ con học cao hiểu rộng mà lại có hành động lỗ mãng như vậy. Tuy việc làm ăn rất quan trọng, nhưng mà không vì nó mà đánh đổi tất cả, đặc biệt là đánh mất cái tâm của mình. Con thấy ba quá quan trọng vấn đề rồi đó. Những việc con làm không có gì là quá đáng cả. Biết bao nhiêu công ty doanh nghiệp người ta cũng đã làm như vậy. Nhưng ba không ủng hộ. Tuy có nhiều công ty doanh nghiệp áp dụng kiểu này, nhưng trong đó chứ không bao giờ có công ty Gia Phúc của ba. Ba không muốn tiếp tục bàn luận về vấn đề này nữa. Ba đã cho phép con lên kế hoạch quảng bá hình ảnh của công ty, thì ba không phản đối con có các hoạt động cần thiết. Nhưng ít ra con phải bàn với ba trước và xin phép ba giám đốc của Nhi Viện trước khi đưa người đến, chứ không phải con muốn làm gì thì làm. Dạ, con sẽ rút kinh nghiệm. Ba không muốn việc này lặp lại một lần nữa. Ngoài cái việc phô trương hình ảnh làm từ thiện của ba, con muốn quảng cáo kiểu gì ba cũng đồng ý hết. Con ra ngoài đi. Dạ, con biết rồi. Thôi ba con đi. Đời ai cũng ước mơ luôn vươn xa đến thành công. Đời luôn cam dỗ cho ta ngày dài tâm trí. Làm từ thiện là phải xuất phát từ tâm hồn, chứ không phải vì thỏa mãn một mục đích cá nhân nào đó tụi mình mới làm. Con có biết việc làm sáng nay của con á làm cho tất cả mọi thứ đảo lộn hay không? Xưa đến nay, việc làm từ thiện đối với ba là niềm vui mà. Em hiểu là anh muốn tốt cho công ty, nhưng mà việc làm lần này của anh quá đột ngột, cho nên là ba chưa chuẩn bị tinh thần nên mới giận dữ như vậy thôi à. Anh không ngờ việc làm lần này lại khiến cho ba giận dữ như vậy. Nhưng mà nghĩ mãi cũng không hiểu, ba đã giao cho anh làm phó giám đốc công ty, chẳng lẽ việc quảng bá hình ảnh của công ty Gia Phúc anh cũng không được phép triển khai theo kế hoạch của mình hay sao? Anh Hai, anh đừng có hiểu lầm ý của ba. Ba không có muốn hạn chế quyền điều hành của anh ở công ty đâu. Chỉ là ba muốn dùng cách gì đó để quảng bá thay vì đụng đến việc làm từ thiện của ba thôi. Anh hiểu tâm ý của ba, nhưng anh có cảm giác là ba không hiểu anh. Ba cho rằng việc làm từ thiện để quảng bá hình ảnh là phục vụ mục đích cá nhân, nhưng ba không hiểu chính ba mới là người giữ khư khư hình ảnh của mình. Ba sợ chạm đến hình ảnh đẹp của ba, nhưng ba không nghĩ đến công sức của anh. Tất cả những gì anh làm là để phục vụ cho Gia Phúc mà thôi. Việc quảng bá lần này anh không muốn tranh luận với ba vì sợ ba buồn. Nhưng nếu ba tin tưởng giao công ty cho anh, thì anh sẽ tiến hành cải cách một số vấn đề về nhân sự.
Về nhân sự sao anh?